Một bất động sản nằm cách DT756 chỉ 150m quý vị, 150m đã tới đường tỉnh 756 rồi. Với bất động sản này kế quán lẩu bò quý vị, kế quán lẩu bò, gà tiêm ớt hiểm, lẩu Thái, lẩu mắm nha quý vị ơi, kế quán lẩu. Chúng ta mua đất ở đây là chúng ta bạn bè tới nhà chơi chúng ta ra quán lẩu ngồi luôn, kế nhà luôn nha quý vị. Và đặc biệt hơn nữa, nhà xưởng xung quanh rất là đông đúc rồi. Đường DT756 này chạy thẳng chúng ta sẽ về Tân Khai, Hớn Quản. Đó, ra Quang Minh này, ra Tân Quan, Tân Khai, Hớn Quản, ra quốc lộ 13. Hướng ngược lại chúng ta chạy 3 km là chúng ta tới chợ Minh Lập rồi nha. Tới chợ Minh Lập rồi. Với bất động sản này nằm trên mặt tiền đường bê tông 6m, điện đã có, dân cư sống xung quanh đã có nha quý vị, dân cư sống xung quanh đã có. Xin mời cả nhà chúng ta cùng xem thực tế trực diện của trục đường trên vị trí đất này nha cả nhà. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nhà xưởng, dân cư sống đông đúc, đường nhựa trải thảm thẳng và chạy thẳng vào đường này vào 150m bên tay trái qua quán lẩu bò khoảng 5 lô là chúng ta tới bất động sản của chúng ta, là tới vị trí bất động sản của chúng ta. Và điện cũng đã có những vị đó, cuối đường thì cũng có nhà dân, và ở cuối cái nhà dân màu xanh xanh kia cũng là một con đường chạy ngang qua những vị. Với vị trí bất động sản này ngay ngày hôm nay giá chỉ 470 triệu quý vị ơi, 470 triệu, diện tích là ngang 5, sâu cho 40, có 100m thổ cư. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858. Nhanh tay gọi Trọng Thơ để sở hữu vị trí bất động sản này, lên tại vị trí đất, xem đất, gặp Trọng Thơ để chốt nha.